Rồi, chào bạn, mừng bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Huy Khang, mình đang ở khu đô thị Sa La nè. Đấy, ở đây có một cuộc sống rất là đẹp. Có một cái bông hoa khổng lồ, mình zoom ra cho bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi lên cái chỗ bông hoa đó cho mấy bạn coi nha. Let's go. Đây có một cái cây màu trắng trắng nè. Đây á, ở đây hình như là nhà của Oops Banana hay sao á. Khu này của Banana ở sao á, chứ mình biết á là cái ảnh quay cái video mình đi xe con bằng đây, đây có mấy người ra đây tập nhảy múa này. Đây có một cái khu sống ảo rồi các kiểu. Rồi giờ mình đi lên trên cái cầu thang kia nha. Đây, chúng ta thấy mụn hai trên cao rồi. Đây là cái hoa siêu to khổng lồ, hoa hồng. Đó, thấy nguyên một cơn luôn. Đây chính là mình có thể nhìn xuống đường nè. Cái hoa rồi. Mình sẽ đi một vòng với bạn coi nha. Đây là ở chỗ Sarimi nha mọi người. Sarimi. Đây là một cái khu đang có khu xây dựng. Rồi bây giờ thì mình đi xuống nha mọi người. Giờ mình cho nó dừng ở đây chút. Đấy. Đây rất là đẹp luôn. Cây cỏ xanh y như Singapore luôn mọi người. Rồi. Rồi giờ mình kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho Khang một like, share và subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.